Tại kỳ Olympic năm 2024, các thương hiệu xa xỉ xuất hiện với tần suất dày đặc. Trong lễ khai mạc, ngọn đuốc biểu tượng Olympic được dựng trong một chiếc rương với họa tiết caro vàng nâu huyền thoại của Louis Vuitton. Các huy chương dành cho vận động viên có nguyên liệu một phần từ tháp Eiffel và do hãng trang sức Chamet thiết kế. Và trong các khán đài, phòng VIP để xem Olympic, những chai rượu thượng hạng Moët Hennessy luôn sẵn sàng được phục vụ. Đó đều là những thương hiệu hàng trăm năm của nước Pháp gắn liền với lịch sử xứ Lục Lăng. Hãng Chamet thậm chí còn từng thiết kế trang sức cho nữ hoàng Josephine của Napoleon. Và chúng còn một điểm chung, đó là tất cả đều thuộc sở hữu của tập đoàn khổng lồ Louis Vuitton Moët Hennessy, hay còn được gọi là LVMH. Việc một mình LVMH đóng góp 150 triệu euro, tương đương với hơn 1 phần 10 phí tài trợ của cả Olympic năm 2024, cho thấy tầm vóc của thương hiệu giá trị nhất nước Pháp này. Đó cũng là tuyên ngôn đanh thép của ông chủ Bernard Arnault, người không bao giờ thích bị kẻ khác qua mặt và vẫn tràn trề khát khao chinh phục, kể cả khi đã ở tuổi 75 và từng đứng ở vị trí người giàu nhất hành tinh. Muốn biết cụ thể ra sao thì hãy cùng Sparroom tìm hiểu qua bài viết của tác giả Thịnh Joey nhé! Kẻ hủy diệt. Có một câu chuyện kinh điển về Bernard Arnault mà ai muốn tìm hiểu về ông đều cần nghe qua, để hiểu vì sao một người vốn làm nghề bất động sản lại tạo dựng nên một tên tuổi ở lĩnh vực thời trang xa xỉ. Năm 1971, chàng thanh niên 22 tuổi Bernard Arnault lần đầu đặt chân tới New York. Háo hức muốn biết người Mỹ nghĩ gì về quê hương của mình, anh đặt câu hỏi cho người tài xế taxi về người nổi tiếng ở nước Pháp. Ông có biết George Pompidou là ai không? Không, nhưng tôi biết Christian Dior đấy. Câu trả lời ấy khiến cậu thanh niên sững sờ, khi người tài xế không thèm quan tâm tới tổng thống đương nhiệm của nước Pháp, mà chỉ nhớ đến một nhà thiết kế thời trang thậm chí đã qua đời 14 năm trước đó. Christian Dior có thể không còn, nhưng thương hiệu Dior của ông vẫn còn ở đó và động lại trong tâm trí của cả những người không dính dáng đến thời trang. Nhiều thập niên sau, câu chuyện với người lái xe vô danh này vẫn được kể lại với Bernard Arnault như ý tưởng khởi nguồn cho đế chế LVMH do ông làm sáng lập và làm chủ. Sáng lập thì có vẻ không lột tả trọn vẹn câu chuyện này, nhưng chúng ta hãy bàn về nó ở phần sau của video nhé. Ông không chỉ nắm trong tay Dior được nhắc tới trong câu chuyện ngày nào, mà còn sở hữu cả một đế chế những thương hiệu xa xỉ từ Louis Vuitton, Fluty, Tiffany, Fendi, Celine, Marc Jacobs, Burberry, Moët & Chandon, Hennessy, Dom Pérignon, Hublot, Tahoyer, Kenzo, Givenchy, Loro Piana, cho tới những thương hiệu tuổi đời còn non trẻ như là Off-White hay Fenty Beauty. Những thương hiệu của LVMH đều là những cái tên hàng đầu trong các lĩnh vực như rượu, thời trang và đồ da, mỹ phẩm, làm đẹp, đồng hồ, trang sức và cả khách sạn, resort. Theo thông tin từ báo cáo tài chính năm 2023 của LVMH, hãng sở hữu tới 75 thương hiệu, 6.000 cửa hàng và 213.000 nhân viên trên toàn cầu, mang lại doanh số 86,2 tỷ euro và lợi nhuận ròng đạt 15,2 tỷ euro, tăng 8% so với năm 2022. Sẽ chẳng thể có được những con số ấn tượng đến nhường ấy nếu người lèo lái không phải là một bậc thầy trong thương trường như ông Arnault. Những đối tượng của Arnault nhận xét về ông theo cách vừa mỉa mai lại vừa kính nể. Ông ta giống một kẻ săn mồi hơn là đấng sáng tạo. Việc này được thể hiện ngay từ thương vụ làm nên tên tuổi ông vào năm 1984. Có gia đình làm nghề xây dựng từ đời ông nội và tiếp quản công việc gia đình từ năm 25 tuổi. Nhưng khi vừa hay tin thương hiệu Christian Dior được rao bán khi công ty mẹ Bossac phá sản, Arnault không bỏ lỡ cơ hội. Theo tờ Forbes, Arnault đã dành 15 triệu USD tiền gia đình và 80 triệu USD tiền hỗ trợ từ ngân hàng đầu tư Lazard để mua lại Bossac. Chính phủ Pháp đã mừng rơn khi nghe Arnault cam kết sẽ vực dậy hoạt động của Bossac và giữ công ăn việc làm cho nhân viên. Nhưng chỉ trong vài năm, khoảng 9.000 người lao động đã bị sa thải, trong khi hầu hết tài sản của Bossac đều bị đem bán và mang về cho Arnault nửa tỷ USD. Cách Arnault bán tất cả và chỉ giữ lại thương hiệu Dior cùng cửa hàng Le Bon Marché giống như phong cách thực dụng của doanh nhân Mỹ hơn là sự lãng mạn mà người ta hay nghĩ về người Pháp. Biệt danh The Terminator, tức kẻ hủy diệt, đã được đặt cho Arnault từ đó.
Mặc dù vóc người mảnh khảnh của ông có thể rất khác với vai phản diện của Arnold Schwarzenegger đình đám trong thập niên 1980, nhưng sự kiên quyết theo đuổi mục tiêu và lạnh lùng khi ra tay thì y chang. Nhưng thời gian đã chứng minh rằng Arnold đã đúng. Khi ông ra tay cứu vớt Dior, thương hiệu này chỉ có 3 cửa hàng và doanh số khoảng 90 triệu USD. Trong khi ngày nay, họ có tới 439 cửa hàng và doanh số đạt 9,5 tỷ euro trong năm 2023. Bây giờ hãy quay lại câu chuyện sáng lập LVMH được đề cập ở trên. Theo trang chủ LVMH ngày nay, hãng được thành lập năm 1987 thông qua việc sáp nhập hai thương hiệu lâu đời là Moët Hennessy và Louis Vuitton. Và dòng kế tiếp trong mô tả về lịch sử của hãng là Bernard Arnault đã dẫn dắt tập đoàn từ năm 1989 và là cổ đông chính. Vậy thì điều gì đã xảy ra trong khoảng trống 2 năm kể từ khi sáp nhập cho tới khi Arnault lên nắm quyền? Thực chất, ban đầu, những ông chủ của LVMH là Alain Chevalier, CEO của Moët Hennessy và Henri Recamier, chủ tịch của Louis Vuitton. Arnault đơn thuần là một doanh nhân thành đạt, được ông Recamier hợp tác cùng đầu tư vào LVMH. Nhưng dần dần, Arnault thâu tóm cổ phần của LVMH trong khi hai ông chủ gốc đang bận đấu đá do khác biệt quan điểm kinh doanh. Tới tháng 1 năm 1989, ông đã sở hữu cho mình 43,5% cổ phần của LVMH và trở thành cổ đông chính. Nhờ đó, hất cẳng Recamier khỏi chính hội đồng quản trị của công ty mà ông là nhà sáng lập. Ngày 13 tháng 1 năm 1989, Bernard Arnault chính thức trở thành chủ tịch hội đồng quản trị LVMH và nắm giữ danh hiệu đó cho tới ngày nay. Đa mưu, lạnh lùng đến mức tàn nhẫn. Có thể hiểu vì sao, ngoài kẻ hủy diệt, Arnault còn sở hữu một biệt danh khác là sói già mặc cashmere. Trong vài thập niên kế tiếp, ông tiếp tục đi săn mồi, thâu tóm những thương hiệu thời trang, đồ uống, trang sức, xa xỉ của châu Âu đưa về dưới trán LVMH. Ngay cả một thương hiệu lâu đời như Tiffany của Mỹ cũng không thoát khỏi tầm ngắm của Arnault. Tiffany & Co. là một biểu tượng thời trang của Mỹ, ra đời từ năm 1837 và phục vụ cho mọi đời gia đình tổng thống Mỹ kể từ Abraham Lincoln, trở thành biểu tượng toàn cầu gắn với hình ảnh đại minh tinh Audrey Hepburn. Theo Bloomberg, Bernard Arnault luôn muốn có cho mình một thương hiệu trang sức đủ tầm vóc cạnh tranh với Cartier của nhà Richard Mille. Và thế là LVMH công khai ý định mua lại Tiffany vào năm 2019. Sau nhiều tháng đàm phán và chốt được giá, tưởng như mọi thứ đã ngã ngũ thì đại dịch Covid ập tới và ảnh hưởng tới mọi ngành nghề. Đương nhiên, khi giãn cách xã hội diễn ra trên toàn cầu, doanh số buôn bán hàng xa xỉ cũng rơi thảm hại. Arnault nhận ra cơ hội có thể ép giá và tìm cách từ bỏ thương vụ, buộc Tiffany phải lên tiếng đáp trả yêu cầu của ông và không được lật kèo. Ông phản pháo lại cho rằng mình không hài lòng với việc ban quản trị của Tiffany tự thưởng cho mình những khoản thù lao hậu hĩnh, không tương xứng với tình hình kinh doanh. Theo truyền thông đồn đoán, thông qua mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Emmanuel Macron, ông thậm chí còn khiến Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp lên tiếng cho rằng thương vụ này có thể ảnh hưởng tới mối quan hệ thương mại giữa Mỹ và Pháp. Sau nhiều tranh cãi, cuối cùng LVMH vẫn mua lại Tiffany với giá 16,2 tỷ USD. Rẻ hơn 425 triệu USD so với thỏa thuận ban đầu. Arnault vừa né được một vụ kiện, lại vừa tiết kiệm được gần nửa tỷ USD, đúng với thương hiệu sói già thương trường. Nhưng, dù có giỏi đến mấy, ông cũng không phải là chiến thần bất khả chiến bại. Năm 2001, ông từng thất bại trong cuộc đua để giành lấy thương hiệu đình đám Gucci của Italy. Cuộc chiến giành quyền sở hữu Gucci kéo dài trong vài năm, giữa LVMH và hãng Pinot Quantum Hodute, hay ngày nay gọi là tập đoàn Kering của tỷ phú François Pinot. Ban đầu, LVMH nắm 34% cổ phần của Gucci. Nhưng nhà thiết kế Tom Ford đã cầu viện Pinot vào giúp sức, tạo nên cuộc chiến túi xách như truyền thông thời đó đặt tên. Ngoài ra, LVMH cũng từng ngầm thâu tóm 17% thương hiệu huyền thoại Hermès trước khi phải chấp nhận thất bại trước sự đồng lòng của nhóm cổ đông này vào năm 2017. Điều thú vị là, dù có vô số chiến thắng trên thương trường, Bernard Arnault vẫn khắc cốt ghi tâm những thất bại ít ỏi từng ném trải. Ông đặc biệt cây cú cái tên Pinot của nhà Kering, dù tỷ phú này đã lui vào hậu trường từ lâu. Theo một người thường xuyên chơi tennis cùng Arnold, cách duy nhất để khiến ông mất tập trung khi chơi tennis là nhắc tới cái tên Pinot.
bất chấp việc nắm giữ những thương hiệu như Gucci, YSL, Balenciaga, Bottega Veneta hay Alexander McQueen. Tỷ lệ vốn hóa thị trường của Kering vẫn chỉ bằng 1/10 của LVMH theo giá trị niêm yết vào đầu tháng 8 năm 2024. Nhưng với Arnold, điều này dường như là chưa đủ để quên mất đi thất bại ồn ào năm nào. Khi nhà thiết kế Stella McCartney chấm dứt sự hợp tác kéo dài 17 năm với Kering vào năm 2018, Arnold nhanh chóng mời bà về làm cố vấn đặc biệt cho mình. Câu chuyện con gà tức nhau tiếng gáy còn thể hiện ở việc tu bổ nhà thờ Notre Dame. Sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra vào tháng 4 năm 2019, khiến cho nhà thờ Đức Bà tổn hại nghiêm trọng, gia đình François Pinault nhanh chóng đóng góp khoản tiền 100 triệu euro cho quỹ tái thiết. Chỉ vài tiếng sau, một thông báo chính thức được đưa ra từ LVMH. Gia đình Arnold và LVMH trong nỗ lực đoàn kết sau thảm họa quốc gia sẽ đóng góp vào việc tái thiết nhà thờ đặc biệt này. Đây là biểu tượng cho di sản và sự thống nhất của nước Pháp. Khoản tiền Arnold ủng hộ là 200 triệu euro, vừa đúng gấp đôi nhà Pinault. Ông thần tài. Tennis cùng với piano là một trong những thú vui giải trí của Arnold. Chính xác hơn, trở thành nghệ sĩ piano từng là giấc mơ và khao khát của Arnold. Ông chỉ tạm biệt sự nghiệp chơi piano khi nhận ra rằng mình không bao giờ có thể trở thành nghệ sĩ piano số 1 thế giới. Arnold lý giải trên tờ Financial Times: "Tôi luôn thích được là người số 1. Tôi không thành công với piano, cũng chẳng thành công ở môn tennis. Với tôi, thành công là khi tất cả các thương hiệu, tập đoàn của tôi đứng số 1 thế giới." Máu ăn thua và khát khao chiến thắng đã ngấm sâu vào Arnold, kể cả khi ông chơi tennis với người bạn, đồng thời là huyền thoại tennis Roger Federer. "Dĩ nhiên là tôi thua cậu ấy 6-0, nhưng tôi đã ghi được một điểm. Mục tiêu của tôi năm nay là ghi được 2 điểm, trước Roger Federer." Không thể trở thành số 1 trong lĩnh vực tennis và piano, nhưng cuộc đời của Bernard Arnold thậm chí còn huy hoàng hơn thế. Tháng 4 năm 1999, ông vượt mặt đại gia Amancio Ortega của Zara để trở thành người giàu nhất làng thời trang. Từ tháng 12 năm 2019 tới nay, ông có nhiều lần chiếm vị trí người giàu nhất hành tinh với tổng tài sản ước tính khoảng 180 tỷ USD. Vị trí trên bảng xếp hạng của Forbes thường xuyên đối chủ với các nhà tài phiệt công nghệ như Elon Musk hay Jeff Bezos. Nhưng Arnold và các thành viên trong gia đình thường xuyên góp mặt trong top 5 cho thấy sức mạnh của gia tộc này. Trong danh sách 10 người giàu nhất thế giới, Arnold là cái tên duy nhất làm ngành thời trang, với phần còn lại là những gã khổng lồ liên quan tới công nghệ. Vậy, làm thế nào mà một thương hiệu như LVMH có thể cạnh tranh với các gã khổng lồ trong kỷ nguyên số trong thời đại 4.0 của Big Data? Câu trả lời có lẽ nằm ở tâm sự của Steve Jobs, cựu CEO của hãng Apple, với Arnold lúc sinh thời. Ông ấy bảo với tôi: "Anh biết không Bernard, tôi không chắc liệu 50 năm nữa iPhone của tôi liệu còn thành công hay không, nhưng tôi cam đoan rằng tất cả vẫn sẽ nhâm nhi rượu Dom Perignon của anh." Giàu sang đi kèm với quyền lực, Bernard Arnold có bạn là những chính trị gia nổi tiếng, từng gặp riêng Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin, hay được tiếp đón với những nghi lễ của một nguyên thủ quốc gia với xe dẫn đường đi khi công tác nước ngoài. Ông rất được lòng các chính trị gia bởi luôn biết cách chiều lòng sao cho đôi bên cùng có lợi và không bao giờ phán xét, thể hiện qua tuyên ngôn. "Chúng tôi giống như nhà ngoại giao Henry Kissinger, không bao giờ lên tiếng đồng ý hay bất đồng về khía cạnh ngoại giao ở quốc gia mà chúng tôi làm việc cùng." Tháng 6 năm 2023, chuyến thăm Bắc Kinh và Thượng Hải của Bernard Arnold và hai người con đã gây sốt tại đất nước tỷ dân. Nếu như trước đó chỉ 2 tháng, Bernard Arnold vừa chứng kiến cảnh người biểu tình tràn vào trụ sở Louis Vuitton tại Paris khi ông đang ở trong phòng làm việc, hô vang những khẩu hiệu phản đối việc tăng tuổi nghỉ hưu và đốt pháo sáng, xem những nhà tài phiệt như ông là sự bất công, thì sự chào đón nồng hậu tại Trung Quốc lại hoàn toàn trái ngược. Ông được chào đón như thể một tài tử điện ảnh hạng A, một siêu sao nhạc rock tại Trung Quốc. Người dân nô nức kéo tới những cửa hàng mong được chụp ảnh, bắt tay với ông, lan truyền danh sách các món ăn tại Thượng Hải trên mạng xã hội để xin vía giàu sang. Nhiều người thậm chí còn mang con đến gặp ông để mong ông ban phước. Arnold hoàn toàn bất ngờ trước sự hâm mộ cuồng nhiệt này, như ông chia sẻ với Bloomberg: "Bạn có tin nổi không? Người ta mong tôi ban phước như Đức Giáo Hoàng vậy. Họ còn gọi tôi là thần tài." Rõ ràng là với văn hóa Á Đông, đề cao sự thành đạt, địa vị trong xã hội, một người thành công tột bậc thuộc nhóm 1% của 1% trên thế giới như Arnold là mơ ước.
Càng đáng nói hơn, khi ông làm nên cả một đế chế thời trang nhờ cả trí tuệ, may mắn lẫn cường độ làm việc hơn người. Một ngày của Arnold được bắt đầu lúc 6 giờ 30 sáng tại căn biệt thự sang trọng từ thế kỷ 17 tại khu vực đắt đỏ của Paris. Ông tỉnh dậy, nghe nhạc cổ điển, dùng bữa sáng, đọc điểm tin, email công việc và nhắn tin cho các thành viên trong gia đình cũng như giám đốc các thương hiệu dưới quyền. Đúng 8 giờ sáng, ông sẽ có mặt tại văn phòng ở khu xa xỉ 22 Avenue Montaigne và ở đó làm việc tới 9 giờ tối. Thi thoảng, ông sẽ dành khoảng nửa tiếng để chơi đàn dương cầm để thư giãn, trong căn phòng được trang trí với tranh của những huyền thoại như Picasso và Andy Warhol. Ông tự hào khẳng định, mỗi sáng đi làm với tôi đều là niềm vui. Nhưng các cấp dưới trực tiếp của ông chưa chắc đã có được niềm hạnh phúc tương tự, khi Ano là một người theo chủ nghĩa cầu toàn và luôn đòi hỏi cực cao trong công việc. Nhiều người từng làm dưới trướng hoặc hợp tác với ông lâu năm đều cho biết họ vừa ngưỡng mộ lại vừa sợ ông. Có người nhận định rằng khi Ano bước vào phòng, nhiệt độ như giảm xuống 8 độ. Ano ghét sự tự mãn tới mức nhân viên truyền tai nhau rằng đừng dại mà mở đầu một cuộc họp bằng cách khoe doanh số đang tăng vọt. Nếu không muốn bị sạc một trận nhớ đời. Ông có trí nhớ phi thường khi từng yêu cầu con trai tái hiện thiết kế cho một cửa hàng mới giống với mẫu thiết kế ông từng ưng ý 12 năm trước đó. Ano cũng để ý tới từng chi tiết như khi thăm một cửa hàng mới mở tại Dubai và đưa ra nhận xét tỉ mỉ từ cách bài trí cho tới cả giày của các nhân viên bán hàng, những thứ người thường sẽ lướt qua. Khi thấy nhân viên đi giày của Nike, phiên bản thường chứ không phải phiên bản hợp tác độc quyền cùng Tiffany, ông đã bày tỏ rõ sự không hài lòng. Nhân viên của chúng ta phải diện đồ LVMH chứ. Trong các cuộc họp trực tuyến, Arnold vẫn nói tiếng Anh khi cần, nhưng ông luôn yêu cầu cấp dưới ở nước ngoài học tiếng Pháp càng nhanh càng tốt để có thể trò chuyện với ông. Succession, bản đời thực. Nếu bạn nghĩ việc làm nhân viên của Bernard Arnault đã là một áp lực, thì hãy nghĩ tới việc làm con của ông. Sau 2 cuộc hôn nhân, ông có 5 người con, bao gồm 2 con với người vợ đầu là Delphine, 49 tuổi, CEO của Christian Dior Couture, và Antoine, 47 tuổi, phó chủ tịch của Dior. Và 3 con với vợ hai là nghệ sĩ dương cầm Helen Mercier. Cuộc hôn nhân này đem lại 3 cậu con trai là Alexander, 32 tuổi, phó chủ tịch phụ trách truyền thông của Tiffany, Frederick, 29 tuổi, CEO của các thương hiệu đồng hồ LVMH, và John, 25 tuổi. Trong số này, có lẽ Frederick Arnold được dư luận biết tới nhiều hơn với tư cách là bạn trai tin đồn của Lisa nhóm Blackpink. Họ trải qua tuổi thơ trong nhung lụa, nhưng đi kèm với đó là sự kèm cặp sát sao của người cha. Từng tốt nghiệp ngôi trường danh giá École Polytechnique, tức trường đại học bách khoa của Pháp, ông Arnold đích thân kiểm tra khả năng toán học của các con mỗi tối trước giờ ăn. Antoine vẫn nhớ rằng với cha, bất cứ kết quả bài kiểm tra nào dưới điểm tối đa đều là không thể chấp nhận. Cậu út John đùa rằng cả cuộc đời mình có kinh nghiệm đi làm vì mọi bữa trưa và buổi tối đều xoay quanh công việc. Alexander kể rằng việc học kinh doanh của anh bắt đầu từ năm 2009 ở bà điểm tâm, trong khi chị cả Delphine cho biết mình đã đi với bố thị sát các cửa hàng từ năm 10 tuổi. Ông có thói quen đi dạo qua các cửa hàng LVMH tại Paris cùng các con mỗi cuối tuần trong hơn 3 thập niên. Alexander hồi tưởng, năm 2007, tôi đã tự hỏi tại sao cha lại làm điều này, tại sao cha lại đặt câu hỏi y hệt cho các nhân viên vào mỗi thứ bảy, ngày nay qua tháng khác. Hai người con từ cuộc hôn nhân đầu đều từng trải qua những vị trí cấp thấp trong tập đoàn, như Delphine từng đi bán nước hoa Dior trước khi được giao cho những trọng trách cao hơn. Nhưng 3 người con kế lại sớm được giao những chức vụ quan trọng từ trước 30 tuổi. Có lẽ một phần là bởi Bernard nhận thấy quỹ thời gian của bản thân không còn nhiều và cần đốt cháy giai đoạn để các con làm quen với văn hóa LVMH và tiếp quản đế chế ông đã dành cả cuộc đời để gây dựng. Tại vì sao mà Arnold lại khắt khe với các con như vậy? Có lẽ cũng là bởi ông lớn lên tại vùng Dubai, từng là một thời thủ phủ dệt may ở miền Bắc nước Pháp, trước khi đánh mất ưu thế khi các thế hệ sau không chăm chút cho công việc kinh doanh gia đình. Ông lý giải, sau một hay hai thế hệ, mọi thứ sụp đổ vì đời sau có mọi thứ quá dễ dàng. Tôi không muốn các con lặp lại sai lầm đó, không muốn chúng bắt đầu với những bữa tiệc xa xỉ. Tôi bắt chúng phải làm việc. Phải làm, vì LVMH không phải là một thương hiệu bình thường, mà còn là niềm tự hào của Arnold,
là niềm kiêu hãnh của nước Pháp. LVMH là một tượng đài của nước Pháp vì nó đại diện cho Pháp trên toàn thế giới. Ai ai cũng nghe tới tên tuổi Louis Vuitton, Christian Dior, Dom Perignon hay Chanel Blanc trước những thứ khác. Ngoài ra thì chắc họ cũng có nghe về Napoleon hay tướng De Gaulle. Chúng tôi vẫn tin rằng về lâu dài, việc tập đoàn được kiểm soát bởi một gia đình Pháp là điều quan trọng. Vậy, chiếc ngai vàng sẽ thuộc về ai trong năm anh em nhà Arnault? Truyền thông Pháp thường ví von gia đình Arnault là phiên bản đời thực của siêu phẩm truyền hình Succession của đài HBO. Trong đó, bốn anh em nhà Roy tìm cách gây dựng lòng tin, tranh giành quyền lực khi người cha Logan Roy nắm đế chế truyền thông, giải trí Westar Roy Cole đã luống tuổi. Theo những gì gia tộc Arnault thể hiện trên truyền thông, họ là một gia đình rất đoàn kết, có group chat riêng để chia sẻ ảnh gia đình, trẻ con. Họ còn dành thời gian nghỉ ngơi tại tư dinh riêng và chỉ thực sự cạnh tranh trên sân tennis với tính hiếu thắng kế thừa từ người cha. Ai sẽ vươn lên là người kế vị Bernard Arnault? Chỉ mình ông biết. Hiện Delphine có thể đang giành pole khi là người con duy nhất nằm trong hội đồng quản trị LVMH. Sau mọi thứ hoàn toàn có thể thay đổi trong tương lai. Nhưng đó có lẽ là tương lai của nhiều năm hơn nữa, khi Bernard Arnault vừa thay đổi điều lệ tập đoàn và nâng độ tuổi nghỉ hưu từ 75 lên 80 tuổi vào tháng 6 năm 2024. Nhưng, theo người bạn thân của Arnold là tỷ phú huyền thoại Warren Buffett, như vậy thậm chí vẫn còn là quá sớm. Buffett năm nay đã 93 tuổi và vẫn minh mẫn đầu tư chứng khoán, nên ông đã viết một bức thư riêng cho Arnold khuyên can ông bạn Pháp hãy cứ làm thêm đến ngoài 80 tuổi. Không hiểu Arnold nghĩ sao, chứ ngay từ bây giờ, ông đã bắt đầu đào tạo cho các cháu ruột khi đưa cô con gái của Delphine tới thăm các cửa hàng vào tour thị sát cuối tuần. Và ngay cả trong trường hợp Bernard Arnault có bất ngờ chọn một người không mang họ Arnault làm người kế nhiệm, các con của ông cũng hoàn toàn chấp nhận. Như Alexander thừa nhận, vẫn có rủi ro rằng không ai trong chúng tôi có thể điều hành được tốt như bố. Đó không đơn thuần là phép lịch sự, mà là sự thật được tất cả công nhận. Và đó là toàn bộ nội dung của video. Các bạn có cảm nghĩ như thế nào về con người và những thành tựu của tỷ phú thời trang Bernard Arnault? Hãy chia sẻ cảm nghĩ trong phần bình luận nhé! Nếu thấy video này hay và hữu ích, đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube Spyroom và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung thú vị tương tự khác trong tương lai. See ya!